Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ôi, hãy chà. Trước là chúng ta dừng ở cái đoạn đây đúng không? Đó. Sắp sửa vào trong for chest rồi đúng không? Rồi ơi. Đấy, anh view đẹp không? Từ từ tôi chụp cảnh cái anh em ạ. Đẹp quá, view đẹp quá. Ok. Chỗ nào cũng đẹp này. Rồi, ok. Cho tôi nhảy cái anh em nhá. 1 2 3. Ok. Rồi. Đi thôi anh em ạ. Vào trong for chest và xử hết tất cả những thằng bò lao bò lếu đấy thôi anh em ạ. Ồ, cái gì đây? Cái hố này đây. Này là cái hố này đây. Cái hố nó dẫn nó dẫn ngược lại các bạn. Kìa kìa, đây 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 đấy, kìa kìa, đó, xa xa đấy. Tôi có cung nhưng mà tôi không còn là tên. Hết tên mất rồi. Nói chung là đi vào đây là phải cẩn thận đấy nhỉ, vì bọn ấy khỏe lắm. Nói nhất là con skeleton đen, tôi vẫn gọi là nói chung là tôi ám ảnh nhất là con skeleton đen. Ủa ôi, một đống con skeleton kìa. Đây làm sao mà qua bên đó ta? Tôi thấy có vẻ là nối thẳng vào bên trong này anh em ạ. Tôi nghĩ chắc mình đi bên trong này là mình sẽ đến này. Đúng không? Không đúng này. Vậy chắc là tôi phải xây cầu đi qua bên này anh em ạ. Nguy hiểm nhờ, chỉ sợ con Blaze nó bắn thôi ấy. Ủa cái gì đấy? Gì đấy? Hình như là nó bắn tôi hay sao ấy. Được rồi, tôi biết cách rồi. Tôi biết cách rồi các bạn. Đây. Đấy. Đào nhanh hơn cả cả trong chế độ hack luôn này. Ủa rồi. Nhanh lắm. Đào nhanh này được à. Ui, may các bạn, bởi vì là cái xẻng của mình, cái xẻng của tôi nó có cái Unbreaking Bar kìa, nên là nó khá là lâu bị hỏng. Chứ mà thường là xẻng thường mà đào nhanh vậy là dễ hỏng lắm. Bây giờ phải xây đường xuống này. Nguy hiểm nhờ. Rồi. Nói chung là chả cần xây đường xuống đâu anh em ạ. Mình nhảy xuống luôn đi. Chứ không cái bọn kia nó bắn mình đau lắm. Đấy đấy, ui. Đấy, đau lắm. Né 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 đây anh em ạ, trốn đã. Thôi nào. Đào vào đây các bạn. Hơi tối nhỉ? Rồi. Ui, thôi 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 thôi. Chết đi. Ui. Cái tên đen tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ui, chết cha rồi, chết cha rồi. Chết cha rồi anh em, chạy chạy chạy. Chạy anh em ơi. Không có tên để bắn bọn kia rồi. Rộng, rộng phết nhở. Để tìm cách áp sát con kia bắn chẹp nó ra. Ít ra là mình có cái totem anh em ạ, thì mình cũng đỡ lo. Rồi chết rồi. Nó rơi ra đúng cái mà tôi cần luôn nè. Đó, ngon. Nhưng mà đồ ăn mình hết rồi anh em ạ. Có vẻ thốn rồi đây. Đây 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 đây. Cẩn thận mấy cái con skeleton đen anh ạ. Tôi gắt một con đến. Ui ui. Thôi 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 thôi. Trời ơi, sao mà đông con skeleton đen thế nhỉ? Chết rồi anh em ạ. Được cái giáp mình cũng trâu nên là mình mất cũng ít máu lắm. Mày Blaze. Ủa ôi, quái nào mà nó bắn vậy mà nó bắn trúng tôi anh em. Đồ ăn thôi nhỉ, đây tôi ăn tạm thịt zombie đi.
Tôi thấy bọn skeleton có vẻ xa xa, để tôi lên xử bọn các bọn này luôn. Được cái là cái áo của mình nó có cái fire resistance gì ấy đấy, thì nói chung là nó làm mình kháng lửa. Thì may là mình có cái áo. Rồi. Chết ngay. Đau quá nhở. Rồi. Tôi nghĩ là mình sẽ farm cái Blaze Rod thì một chút. Ui thốn nhờ. Mình khỏe mà, chả lẽ mình lại sợ bọn nó. Đúng không em? Đổi khiên mới vào chơi. Rồi từ tôi ăn cho hồi máu cái rồi thì tôi lên, tôi chơi chúng nó này. Ui đông thế. Từ từ anh em ạ, chạy xa xa ra cho chúng nó không có support ra thêm anh em ạ. Đông quá. Mấy con skeleton đen này là nó cũng không có cái tác dụng gì trong cái game này đúng không? Skeleton đen nó chỉ rơi ra được cái xương anh em ạ. Tôi bị con muỗi nó cắn hay sao vậy? Sốt quá. Đây đây, tôi vào tôi xử bọn này đây. Chết ngay, chết ngay. Rồi. Ăn cái. Cũng may là mình có cái kháng lửa đấy anh em, nên là mất khá là ít máu. Có rơi ra không? Có này. Ngon quá. Farm tầm 7-8 cái rồi thì mình sẽ đi anh em ạ. Tầm 7 hoặc là 8 cái hả? Nhiều cái, ôi được 5 cái rồi, sao farm thì sao nhanh thế. Nào spawn, ôi đông nhỉ. Nói chung là cũng may là mình trâu anh em ạ, cũng may là tôi trâu đấy, chứ mà tôi chơi gà lắm. Tôi mà cái giáp dụng của tôi mà nó mà yếu là tôi chết rồi đấy. May đấy. Ồ, thôi. Cái giày Frostwalker này mà hỏng là phí lắm. Tôi cất đi anh em ạ. Cất đi. Hai phát chết luôn chứ khỏe nhỉ. Cố gắng anh em ạ. Sau khi mình có được cái đây rồi, được 8 cái rồi. Mình đi thôi anh em ạ. Nói kìa. Ui, skeleton đen ở chỗ kìa. Sao có nhiều con skeleton đen ở đây thế? 3, 4, 5 con lận. Thật nhiều thế này. Bây giờ làm sao mà xử được cái bọn này à? Ui. Rồi chết rồi. Ui. Bọn này là chúng nó có cái độc đấy anh em ạ, nó khó chịu lắm. Tôi rất là ghét cái độc của nó ở một cái điểm, đó là nó làm cho cái máu mình nó bị thành cái màu đen anh em ạ. Thì mình rất là khó nhìn xem là mình còn bao nhiêu máu ấy. Cái đó là cái mà nó làm tôi khó chịu nhất ấy. Thì chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục đi ở trong cái lâu đài Fortress này, bởi vì chúng ta còn phải cần chết cha rồi. Cố gắng nào, phải bình tĩnh anh em ạ. Bởi vì chúng ta cần phải có thêm một cái nữa, chúng ta mới có thể làm một thuốc. Đó là một cái màu đỏ, nói chung là nó là một cái vật liệu để chúng ta làm thuốc ở trong này anh em ạ. Một cái loại cây màu đỏ. Tôi sẽ cố gắng, tôi đi. Chạy đã.
Nói chung là sau một lúc thì tôi đã quen với cái tầm đánh của bọn Skeleton ở đây rồi, nên là tôi cũng có thể giữ khoảng cách được. Hơi ngứa ngứa sao ấy. Cố gắng đi tìm được cái đấy xong là mình hoàn thành được cái nhiệm vụ ở đây nha. Anh zombie, có một anh zombie là hiền với mình. Anh thấy mình mà anh không có đánh mình luôn ấy. Hiền ghê rồi. Núp núp, đấy. Quái nào mà nó vẫn bắn chúng tôi vậy? Chết đi rồi. Được 9 cái luôn rồi anh em ạ, thích nhở? Rồi. Nói chung là ăn thịt zombie cũng gọi là ăn tạm thôi, chứ mà nó không có hồi nhiều đâu anh em. Tôi đang tìm cái chỗ đấy, nó là một cái loại cây. Cái loại cây màu đỏ ấy. Đào tí vàng. Rồi. Ăn chó hồi máu đây các bạn. Chỗ đấy đâu ta? Hình như bọn Blaze nó mới bắn tôi sao ấy, tôi thấy. Cái gì kia, cái cột gì hay kia. Cố gắng mà giữ khoảng cách anh em ạ, phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh mà giữ khoảng cách chứ không là mình ăn đòn phát là thố lắm. Xuống à. Không còn nhiều đồ ăn nữa anh em ạ. Chết cha, bây giờ phải cố gắng mà tìm được nhanh cái đó thì rồi sau đó phải đi về anh em ạ. Chỉ còn có 15, 16 này là hết nhanh lắm này. Không có grab table nhờ. Mà đồ mình cũng sắp full này, để tôi cất tí rồi anh em ạ. Chết cha, đồ ăn khan hiếm quá nhờ. Thường là tôi đi là tôi cứ hay bị chuẩn bị thiếu quá, chứ mà nếu mà tôi mà là chăm chỉ đứng lại chuẩn bị tí là tôi đã mang được nhiều nhiều đấy rồi đấy. Cất thanh kiếm và phò phạch cái này, chả cần đâu. Không có gỗ để mình làm đuốc luôn nhỉ. Trong này cũng không có thấy khu rừng nào xung quanh đây. Không sao, không sao. Chúng ta sẽ vượt qua được cái chuyến đi này thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ không chết đâu. Tôi chỗ này to to này, có vẻ là cái chỗ này thì nó sẽ là cái chỗ trồng cái cây đấy. Đi vào thôi. Lại là cái bọn này. Kia này, đây này, ui ôi, đây này anh em này. Đây chính là cái cây màu đỏ mà tôi cần này. Đấy. Cái này là mình có thể làm bằng thuốc nhá anh em. Đó, cực kì lợi luôn. Tôi thật là tôi muốn, ui ôi. Skeleton đen. Ồ, cả chỗ này thấp quá, chúng nó không đi qua được. Xin tí cây củng về nhà trồng nhá mấy anh nhá. Thì là cái loại cây đỏ này là mình chỉ trồng được trên cái cát linh hồn này anh em ạ. Và mình chỉ trồng ở trong bóng tối. Nên là tôi nghĩ rằng tôi sẽ mang nó về nhà và tôi trồng một chút. Đúng không? Để sau này mình cần mình đỡ phải đi xuống địa ngục mình lấy nhỉ. Đấy, được 12, tôi đào thêm tí nữa bên này làm sao. Tôi đoán là trong này nó sẽ có rương đấy anh em. Bởi vì trong Fortress là lúc nào nó cũng có rương, thì tôi không biết là có đồ ngon không, phải tôi đi thử tí. Chung là đã đi tới đây rồi thì phải tham anh em ạ. Đấy, ủa ôi, ngon quá, từ từ á. Phải cẩn thận anh em ạ. Ok, không có ai anh em ạ. Mở xem có cái gì không. Có vàng, ui, có yên ngựa anh em ơi. Ngon quá nhờ. Yên ngựa là sắp tới là mình sẽ có thêm một con vật nữa để mình ấy rồi. Con ngựa hoặc con gì rồi. Ô mình lại tìm được cái ấy nữa này, ngon quá nhờ. Thế vừa nãy mình về luôn thì có phải là không tìm được không, ngon quá. Bên này nó có gì không. Không có cái gì à. Đào tiếp nào. Rồi. Không biết ở nhà mình có mấy cái cát linh hồn không nhỉ. Không biết ở nhà mình có nhiều cát linh hồn không. Đào thêm tí cho an toàn. À đúng rồi,
Nãy mình đào cả đống, mình dùng xẻng mình đào mà, đúng rồi. Trời ơi, tôi ngáo quá. Hơi tối tí anh em thông cảm nhé, bởi vì tôi hết đuốc rồi. Chứ nếu mà có đuốc thì tôi cũng muốn thắp lên cho anh em lắm. Nhìn xem có không con nào anh ạ. Tôi nghĩ vậy đủ rồi đấy nhỉ. Chuyến nào về thôi anh em ạ. Mình chúng ta có thêm một cái yên ngựa nữa là tuyệt vời quá rồi đấy. Bây giờ thử tài trí nhớ này. Đi đường này về đúng không? Ái chà, ái chà. Bắn đi. Bắn đi, rồi. Rồi, đừng có nhìn tôi ghê chứ. Đấy, tôi đi đường nào ta? Nói chung là mình đi đường nào là mình cũng đều có đuốc cả anh em ạ. Nên là tôi nghĩ là khả năng mình trèo trên này. Đúng không? À đúng rồi, chọn rồi, chọn rồi. Sao mình cứ chạy thẳng cái đường này này. Thì vừa nãy mình chạy từ đường này qua mà. Cái tuyến đen kìa. Nhưng mà có vẻ mình không dừng lại ở đây đâu, mình chạy thẳng tiếp ở đây này. Trời ơi. Chết đi rồi. Đi đường nào ta? À đây này, đây này, đây này. Rồi rồi rồi. Chọn rồi, chọn rồi. Chuẩn đường rồi anh em ạ. Đi về thôi, đi về thôi. Vậy quá đủ rồi. Chuẩn đường rồi, quá chuẩn, quá chuẩn. Kia kìa, đó đây này. Cái đuốc của tôi đấy. Rồi. Ái chà. Thằng này bắn chuẩn quá nhở. Nó có cho tôi cái tên nào không? Ủa được hai cái con quá. Nãy ở đây đúng rồi, vừa nãy thì mình ngã từ trên xuống mà. Xây đường lên thôi. Có con nào đứng ngắm mình không? Không có đâu. An toàn rồi. Dùng luôn cái này xây đi. Thành công đi địa ngục rồi anh em ơi. Mình thành công đi địa ngục rồi. Bây giờ mình về được rồi. Giờ về thôi anh em ơi, tuyệt quá. Bây giờ về tôi đã phải chế thuốc ở đây anh em. Mình chế thuốc xong rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu nâng cấp thằng làm map của mình lên anh em ạ. Sau đó thì mình sẽ lấy cái map dân tới Ocean đúng không? Đó. Sau đó thì mình lên đường để đi tới Ocean thôi anh em. Đó. Mình đã làm được một nửa quãng đường rồi đấy. Giờ về làm mặt chế thuốc là được rồi. Tuyệt quá. Nãy đi đường nào? À đây này, cái cột đây này. Đúng không? Cột đỏ này là cột tôi xây để tôi đánh dấu đúng không? Hay đâu ta? Sử con skeleton đấy anh ạ. Thế quái nào mà tôi đã rơi khiên rồi bạn. Cột cao thế. Sừng to thế. Cột này là cột gì anh em nhỉ? Tôi nhớ là mình có đánh dấu bằng bằng mấy cột mình cắm thẳng lên. Kiểu là mấy cột mình cắm thẳng lên sau đó mình đặt cái đuốc ở bên trên đấy đúng không? Tôi không nhớ là nó ở đâu. Đâu ta? Nhưng mà mình đặt đuốc ở đây à? Hay là mình từ trên kia mình rơi xuống ta? Tôi thấy có đuốc trên này này. Khả năng là mình từ trên này này anh em ạ. Để tôi ấy lên này. Nói. Không biết có đúng đường không. Có vẻ đúng đường rồi anh em ạ. Đây này. Đuốc của mình này. Đó. Ái chà. Chọn thôi. Chọn thôi. Đấy. Cái kia ruộng bậc thang của địa ngục ấy. Đây, hòn đảo thần thánh đây, bay đây cực kỳ ngầu đây. Ôi rồi. Home thôi anh em. Home sweet home, về nhà thôi anh em. Ôi. Lửa màu xanh và màu đỏ nó kết hợp trông đẹp nhờ. Chụp ảnh phát. Ok. đi về đường nào nhỉ? Bây giờ mình đi về cái đường nào anh em nhỉ? À đây đây,
cái cột là mình đánh dấu thì ở chỗ này cơ mà, chứ không phải là... Ui ôi, gì đấy? Giờ khiên ra, giờ khiên ra, giờ khiên ra. Yeah. Yeah, rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cẩn thận anh em ạ, nó bắn mình phát xuống lava là vui lắm. Hết bất kể ấy ở đấy rồi, để tôi xúc thêm một tí xôn xe không nào. Nhanh lắm. Tốc độ. Đấy. Rồi ôi, được 28 luôn này, đi rồi ngay. Còn có 5 thì zombie rồi này, cố gắng về tới nhà trước trước khi chết đói này. Bây giờ về nó mới khó khăn đây này. Đừng có thằng nào qua bắn ta một phát nhá, không vui nhá. Rồi 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 rồi. Cứ phải bình tĩnh anh em ạ. À đúng rồi, thì nó có một cái đặc điểm như này. Thế này, đây thì nếu mà chúng ta bình thường chúng ta không có gì ấy mà chúng ta đi vào cái magma block này thì chúng ta sẽ mất máu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái frost walker này đó thì chúng ta có thể đứng trên cái magma block nhá. Đó. Xịn lắm. Nhưng mà chỉ mỗi tội là chúng ta không hóa băng được cái đống lava thôi. Chứ còn lại là cái frost walker thì mình đứng trên cái magma thì khá là lợi luôn. Nhà của chúng ta rồi anh em ạ. Home. Nhưng mà sao mà home mà nó ở chỗ nào nó nguy hiểm thế này. Home mới chả hùng. Nguy hiểm thế. Rồi đi về rồi anh ạ, đi về rồi, đi về rồi. Đừng có con creeper nào đứng canh ở ngoài này nhá. Ok rồi. An toàn. Ui tuyệt quá, đồ ăn đồ đói lắm rồi này. Bụng toàn thịt thối của zombie rồi này. Lấy ngay thịt gà anh em ạ, thịt gà đâu? Sao nghèo thế? Sao nghèo thế? Nghèo gì? Không sao. Ô, tôi mới nhận ra chúng ta không có rương địa ngục à? Chúng ta phải có cái rương địa ngục chứ. Tôi chưa có một cái rương nào là rương địa ngục. Thôi, để tạm đất đá vào đây đi, cũng coi nó là địa ngục anh em vậy. Hay là tạo thêm một cái rương nữa là rương của địa ngục ta. Tạo thêm cái nữa đi nhờ. Nhà nhiều gỗ mà, đại gia mà đúng không? Ok. Ờ. Ở trong này là tôi có 3 cái, vì sao tôi tạo thêm. Chả hiểu là tôi mới làm cái gì các bạn. Đây, đặt ở đây đi. À. Ok. À, rương để đồ địa ngục nhá. Dọn đồ tí anh em ạ. Vàng vùng cái thứ crap gâu cái này. Gâu, đây rồi. Không 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 phải gâu in gót nhá. À, không không cái này cơ mà. Rồi. Được 21 cục luôn à. Than à. Anh em đợi tí nhá. Vài phút thôi mà. Anh em thích cái cứ tua nhá. Đấy, chừng là bây giờ tôi sẽ cất tí đồ vào đây thôi. Nhanh mà chắc là một phút của anh em thôi mà. Đấy, kiếm à, kiếm phò phạch. Blade Road này, tuyệt vời này. Magma Cream này, cái Magma Cream này sau này làm thuốc kháng lửa là đi địa ngục là không sợ chết luôn anh em ạ. Thích lắm. Cung cái sắt đồ. Cái sắt đồ thì mình cất vào đây đi. À, mặc cái giày vào cho nó ấy nào. Cho đẹp trai nào. Giày Adidas đấy. Dụng cụ đánh lửa, cái dụng cụ đánh lửa thì để vào cái chỗ dụng cụ ấy đi. Xương sỏ à? Cất vào đây. Than à? Than cất vào khoáng, khoáng đâu? Khoáng đây. À, kiếm à? Kiếm cất vào đây đi. Ok, xong rồi đấy. Rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ cái chúng ta thiếu có vẻ đồ ăn anh em ạ. Chứ cha rồi mà thiếu đồ ăn này thì sao mà đi được ấy nhở. Sao mà đi được địa ngục ta. À, thiếu đồ ăn à. À.
Vậy thì tôi nghĩ là thế này, chắc là tôi phải mượn tạm mấy cái hay bêu của mấy anh dân anh em ạ. Tôi nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút anh em nhỉ. Thì tôi đang tính tới chuyện là sẽ xây chuồng bò hay là chuồng cừu gì đó, nhưng mà không biết là chúng ta nên đi cái lâu đài trước hay là chúng ta nên xây cái đống chuồng trước. Nhưng mà trước tiên là cứ phải có tí hay bêu để làm đồ ăn cái đã. Tôi sẽ cho bọn này ăn anh em ạ, tôi sẽ cho bọn này ăn để cho chúng nó lớn. Ăn đi, sinh con đi. Rồi, sinh cái baby chưa? Đúng rồi. Sau này cố gắng cho tao nhiều thịt nhé. Có cái chuồng nào không? À đúng rồi, với cả là bọn dân làng này chúng nó có là ruộng nhá. Tôi tìm ruộng của chúng nó, tôi lấy ruộng của chúng nó anh em ạ. Ruộng ruộng chúng nó trồng 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 cà rốt ấy, ngon lắm. Này, ôi đấy, ghê lắm. Tôi lấy hết. Tất cả đều là của tôi anh em ạ. Lấy hết. Đùa đùa anh em tí thôi, là lấy xong rồi mình trồng lại mà. Này, trả mấy anh này. Thôi trồng cho mấy anh lúa đi. Mình lấy cà rốt, cà rùng các thứ. Mà thôi, thực ra là mình cứ lấy cà rốt nhiều, sau này hết cà rốt đấy. Phải trồng để mà duy trì nòi giống ấy các em ạ. Đây, trồng cái này 3 ô đi. 2 ô ấy đi rồi. Trồng cà rốt 4 ô đi. Rồi. Trồng khoai đi. Rồi. Đó. Phải duy trì nòi giống ấy các em ạ, không là mình mất mùa màng là chết đấy. À. Đúng rồi anh em ơi, cà rốt này là nó cực kỳ tuyệt vời đấy anh em. Anh em có thể làm được một cái món ăn gọi là món ăn bá đạo nhất cái game luôn. Thực ra thì không hẳn là nó là gọi là bá đạo nhất, nhưng mà nó giúp anh em hồi khá là nhiều cái sự đói khát đấy. Cà rốt vàng đó, năm năm củ để tôi làm thêm đi. Cà rốt vàng này là một trong những loại lương thực mà nó giúp anh em nó rất là tốt khi mà anh em mà đi những cái nơi nguy hiểm anh em ạ. Thì nói thế nào ta? Thì kiểu thì là nó hồi cho anh em một phát, nó hồi cực kỳ là nhiều đoạn luôn đấy. Để tôi grab hết cái số vàng này luôn đi. Sau này mình còn cần mà đúng không? Rồi. 25 củ cà rốt luôn, ăn ăn tới chết luôn đấy anh em ạ, mình ăn nhiều quá mình chết luôn đấy. Cắt hạt giống hạt dùng này. Cái quả bi chót thì ăn được đúng không? Bi chót ăn được à? Thì đây, cắt cái này đi này, khoai môn, khoai mủng cắt đi này. Cây cối này. Đấy, trả chúng mày. Lúa à? Lúa không cần đâu, vứt nhà đi. Tôi tính ăn tạm bánh mì nhưng mà giờ tôi giàu tôi chả cần đâu. Thịt zombie à? Ủa rồi, thịt zombie giờ cần quá. Cút. Rồi. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thăm anh làm map. Anh làm map đâu nhỉ? Tôi nhớ trước ở trong làng mình có một anh làm map anh em ạ. Anh ấy xin tí thịt. Nhà nào ta? Cái nhà nào là nhà của anh làm map ta, để tôi check từng nhà một. Không phải đây. Nói chung là cái nhà của anh làm map thì nó kỳ lạ lắm. Nhà này là nhà của anh làm xi măng này. Nhà này là nhà của anh làm gì đây? Sách sách đúng không? Ủa, sách xịn nhỉ. Này mà sau này mình muốn muốn chết sách là mình cứ đến đây chết thích lắm. Đâu ta? Đây à? Hình hình như là tôi nhớ cái vị trí của cái nhà của anh ấy rồi. Cái nhà của anh ấy là nó bẹt bẹt đấy. Cái nhà của anh ấy là thì nó thấp với cái sàn đây này. À đấy đấy, cái anh ở đây này. Em chào anh. Anh chết đồ không? Anh ủa sao mà anh chết cái gì mà đắt thế? Từ đi đổi ấy các anh em ạ.
Trồng mía. À, không được. Chúng ta có giấy không? Có 21 giấy à? Ít nhỉ. Có cách nào mình làm cái giấy không? Không cách nào khác ngoài trồng mía anh em ạ. Theo tôi biết là mình chỉ có trồng mía thôi. Bằng mía trồng cái. Rồi. Từ từ anh em ạ, tôi uống nước cái đã, tôi uống nước cái đã. Đấy quá, khát quá, khát quá. À, ok rồi anh em. Có vẻ là mình sẽ phải chết gậy. Có vẻ giờ mình phải đi chết gậy anh em ạ. Tôi mang gỗ thì tôi chết gậy với mấy anh này. Bởi vì tôi nhận ra nhà mình cực kỳ nhiều gỗ, bán gỗ anh em ạ. Tôi nhớ là trong cái làng này là thì là trước cái căn nhà cũ của tôi ở ấy là nó có một cái bàn craft, nó có một cái bàn bàn nghề ấy. Cái bàn nghề đấy chính là bàn cho thằng làm gậy. Đây là cái bàn này này. Nhiều mỗi tội là không không có thằng làm gậy đâu. Để tôi tìm nó anh ạ. Để tôi tìm một thằng nào mà nó chưa có nghề, tôi sẽ bắt nó làm gậy. Sao mà cái làng mình nó vắng vẻ sao sao nhỉ? Tôi cảm giác kiểu làng mình nó chết hết rồi sao ấy. Có gì cái này không? Chả có gì à? Sao làng sao bình thường đông lắm mà sao nay ít thế? Sao chả thấy có ai này? Đừng bảo là mấy anh ấy bỏ tôi rồi mấy anh đi rồi nhá. Sao vừa nãy tôi thấy có anh làm map mà giờ chả thấy anh đâu rồi? Ui anh ơi, làng còn ai không anh? Sao có một mình anh lẻ loi thế? Từ từ anh em ạ, tôi nghĩ là tôi phải bảo vệ cái anh ở đó anh em ạ. Tôi phải nhốt anh ấy vào đó anh em ạ, chứ mà này nó nguy hiểm quá. Thế quái nào mà anh ấy lại đi ngủ ở đây mà trong cái hộp nghề của anh ấy lại để ở tận bên này. Nờ. À con này, ui dân, ui tôi nhìn thấy anh dân rồi, ui tôi vui quá anh em ạ. Để tôi mang cái hộp nghề đi qua cái chỗ các anh làm map tôi để các bạn. Để cho anh còn giữ được nghề. Sau đây tôi sẽ nhốt các anh làm map lại. Lâu anh. Nhầm quen, nói chung là tôi cứ có cái thói quen là tôi cứ thấy mấy anh dân là đứa gọi mấy anh dạy hài ghê, tội. Tội mấy anh nhỉ. Đây, đặt đây đi. Ok. Bây giờ chắn cái cửa lại nhỉ. Chắn lại thì chắn sao ra. Thôi kệ đi. Tạm bợ anh em ạ. Ok, anh chịu khó trong đấy nhá. Scatter là tránh nhá. Không có muốn dây dưa bất cứ một thằng nào anh em ạ. Đây, ủa ôi, em chào anh. Chào anh. Tôi bè tôi gặp dân làng mà tôi vui mà tôi muốn khóc luôn anh em ạ. Thằng này nó làm cái này à? Được rồi, tôi chặn cái này lại đã, xong tôi đi. Không được. Chặn nó vào đây này, xong mình sẽ đi ngủ ở một cái tòa nhà nào đó. Một căn nhà nào đó. Ngủ. Ok. Xong bây giờ mình sẽ phá cái hộp nghề đó của cái thằng làm phép đi. Thằng làm phép tôi nhớ cái hộp nghề của nó thì ạ. Thằng làm phép à? Thế nói vậy là mình có luôn cái brewing stand. Ô này thằng rất này. Thế nhưng mà anh không biết là vì sao mà thằng này thì nó lại mặc cái đồ màu xanh cái này không? Tất cả những thằng nào mặc đồ màu xanh ấy là những thằng phò phạch mà chả làm được nghề ấy các bạn. Thế nên là anh em mới thấy là nó không có nghề đấy. Thế là mình đã có luôn cái brewing stand rồi đấy anh em. Đây này đó. Mình sẽ mượn đó. Mượn của mấy anh dân. Không có ăn cắp nhá. Mượn thôi. Các anh. Ui, thôi.
Có bác dạy này. Ừ. Bắt nó phát trúng đầu. Thôi 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 thôi. Đây là cái nhà này. Ôi. Con này láo thật. Quá láo anh em ạ. À, để tôi nhòm thử xem mà anh bỏ nghề chưa. Dạ, anh chưa bỏ nghề à? Anh bỏ nghề đi anh. Bỏ nghề anh ấy. Em phá hộp nghề của anh đi rồi. Nó không chịu đổi gậy với tôi anh em ạ. Nó vẫn cứ giữ nguyên cái nghề này của nó. Bây giờ sao? Nó không chịu đổi. Nó không chịu bỏ nghề. Nó yêu nghề lắm. Nó yêu nghề. Bây giờ có cách nào không ta? Đó, cách nào để mình có thể trong à, ui đây rồi, rồi anh ơi, em chào anh kia anh ơi. Anh ở đâu đây, anh trốn đâu nãy giờ đây? Học nghề của anh này. Làm công đi, đúng rồi. Thôi anh làm nghề Greenstone làm gì. Làm công kia, kia. Cái hộp này đúng rồi. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Chết gậy mà ra ấy anh. Gậy cơ, em không cần cái đấy. Đổi tiền đổi 32 gậy đấy. Đây rồi, rồi. Nhê. Yeah. Tôi rất là quý cái anh này anh em ạ. Nên là tôi sẽ đặt tên anh này là anh Long. Chết gậy cho em nha anh Long nhá. Rồi rồi. Rồi. Đưa gậy đây anh ạ. Đưa không không đưa 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 ngọc đây, đưa ngọc. Anh Long hào phóng thế. Rồi. Ôi rồi anh Golem kìa. Ôi. Chốc cái băng sắt vào sửa anh Golem. Mà thôi kệ anh đi. Phí sắt anh em ạ. Anh Long chết nhiều nhiều thì giảm giá em tí. Chết xỉ đấy. Chết thế này em lô vốn à? Sao không giảm? Ở đây rồi. Giảm được có 1 anh em ạ. Nó còn chết không? Anh Long hôm nay chỉ chết đến đây thôi. Không chịu chết nữa rồi. Nhưng mà nói chung là mình cũng được 19 cục rồi. Nhưng mà cái hộp nghề này nó nguy hiểm quá nhỉ. Để tôi phải mang cái hộp nghề này vào đâu cho nó an toàn anh em ạ. Chứ không có để ngoài này nó nguy hiểm quá. Đây tôi mang cho anh, tôi để đi. Hộp nghề thôi. Anh Long. Anh Long hãy vào đây anh Long này. Đúng rồi. Hộp nghề của anh cũng đấy nhá. Con giường của anh à? Kệ bố anh ấy đi. Từ từ á, tôi về tôi cầm ngọc đi đổi đây anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ phải xây để tôi nhốt những anh dân làng này lại. Nó giống như cái làng cũ ấy anh em ạ. Tôi đang có dự tính về của tương lai, đó là tôi không biết là tôi có nên xây một khu gọi là khu chung cư dân không. À, bởi vì là kiểu là mình cứ nhốt mấy anh ấy lại thì thấy cũng tội mấy anh ấy. Nên là tôi đang tính là không biết là anh em thấy cái ý tưởng chung cư dân thế sao? Có 3 hàng dân đúng không? Có 3 hàng dân thì làm 3 cái cửa được rồi. Ok. Nhốt anh lại cái nào. Tôi nhốt cái này là không phải là tôi kìm hãm sự tự do của mấy anh ấy nha, mà tôi bảo vệ mấy anh ấy đấy anh em ạ. Anh em đừng có mà comment bậy bạ chửi tôi là thằng này bù lao bù lếu nhá. Đây này, tôi nhớ đây. Nhà của anh ở đây. Anh có trong nhà không anh ấy? Không có à? Có, ui có rồi. Chào anh. Chào anh. Cho em xin cái cửa nhá. Woohoo. Làm cái nút. Rồi. Đặt nút vào đây. Ở ngoan trong đấy đó anh nhá. Để tôi mang cho anh cái giường ấy các bạn. Tôi vào trong căn nhà tôi cướp cái giường. Căn nhà này có cái giường không? Không có à?
Hello bạn lửa. Đây rồi, giường vàng luôn nhá, xịn sò. Giường vàng trông xinh thế. Nó đúng là hợp với anh làm cung, nó đúng là hợp với anh Long anh em ạ. Dịu dàng anh nhỉ. Đấy, giường của anh nhá. Dậy cái là ngồi vào bàn để uống trà luôn. Cái quái nào mà nó đổi lên thành 40 rồi anh em? Sao nó đổi lên thành 40 rồi? Sao anh chết thì anh chết thì anh cắt cổ em mà anh Long? Thôi kệ mẹ anh ấy đi anh em ạ, chúng mình đi qua chỗ khác đi. Chào anh Long nhá, nào quay lại. Nhớ giảm giá đi đấy. Để vậy là em cho anh bị ăn, bị dòm ăn đấy. Đùa đâu. Cái thằng kia kìa, tôi nhớ rồi. Thằng làm map. Thằng làm map đặt là anh gì vậy? Anh Hùng ấy. Lâu anh Hùng. Cái gì đây? Quái nào mà đi cởi áo rồi, sao vừa gặp anh Hùng chết cởi áo rồi. Từ anh Hùng đợi em tí, em set up cái bay cho anh à. Rồi đổi em cái đổi cái này phí nhỉ, đổi 7 cái được, cũng tăng mỗi tí phí nhỉ. Theo như tôi nhớ là mình đổi cái đổi 24 tờ giấy với nó ấy, là nó tăng cho mình khá là có hai cái bàn làm phép luôn à. Thế nói vậy thì khả năng là thằng kia nó dùng cái bàn làm phép này để check lại thử xem thằng kia nó bỏ nghề chưa. Đóng cái cửa thằng nào ta, cái thằng mà nãy nó làm nghề đấy. Thằng mà nãy mà tôi nhốt nó ở đâu ấy ta? Ở đây à? Đây này. Không phải à? Nãy có một thằng nó làm phép đấy. Chả biết ở đâu rồi. Ok các bạn, tôi thấy có vẻ chúng ta vẫn còn khá là bị vướng mắc ở mấy cái chuyện là đổi map. Tôi nghĩ là anh em phải đợi tôi một chút rồi, để tôi làm lung ta lung tung cái gì đó để tôi đổi được map. Bây giờ tôi sẽ đợi để cho mía nó lên, sau đó thì tôi phải đi gặt mía. Gặt mía xong tôi sẽ đổi với thằng kia. Tôi nghĩ là chắc là tầm 10 phút rồi là tôi sẽ có cái map. Ok anh em nhá, đợi tôi 5 phút nhá, khi nào mà tôi xong tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok anh em ơi, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra rồi anh em ạ. Sau khi suy nghĩ một lúc thì tôi đã nghĩ ra là tôi quên mất rằng đó là chúng ta có thể làm cho mấy cây mía này nó lớn lên nhanh được mà. Bằng cái bone meal này đó. À, bone đó, chúng ta có cái bone đó. Chúng ta có thể làm cái đó, cái này tôi không biết là cái gì nhưng mà nó giống cái phân bón ấy. Đó anh em nhìn này, ấn vào cái nó cao lắm. Tôi nhớ là được mà. Cái gì đấy? Không được à? What? Ơi anh em ơi, đây này, đấy vì sao mà đấy thì ấn vào cái thì mình sẽ làm nó nở hoa được, nhưng mà sao mình không làm được cái mía này nó lên à? Sao vậy? Thế quái nào, tôi nhớ được trước tôi làm được mà. Thế hay là game nó mới bỏ cái đế rồi à? What? Để trông không được à? Lạ nhở. Để làm thử với củ cà rốt hay là cái gì mà sao đâu. Củ
cà rốt anh em ạ. À, đây này, đây anh em nhìn này, đây đúng không? Ở đây được ấy. Đấy mà không hiểu sao cái kia không được nhở? Quái nào? Quái nào? Có vẻ là game nó bỏ cái đấy rồi sao ấy, bởi vì hình như cái này nó quá là OP anh em ạ, kiểu là mình làm này thì nó thì là mình sẽ có được một đống mía ấy, cho nên là nó bỏ cái đấy rồi sao ấy, chưa trả phí quá. Tôi ấn nhầm rồi hả? Không sao anh em ạ. Thì lại cắt đi rồi. Lại đành ngậm ngùi mà cắt đi thôi chứ biết sao. Ok anh em thì vừa nãy thì tôi cũng mới gọi là mới lên mạng để tìm hiểu về cái công thức để mình làm cái thuốc thở anh em ạ. Thì là chúng ta cần có một cái vật liệu, một cái thứ mà chúng ta chưa có. Thì bây giờ thì tôi sẽ phải làm cái đấy đây. Và đây là cũng chắc cũng là, nếu mà anh em mà là lần đầu tiên xem tôi thì đây là lần đầu tiên mà anh em sẽ thấy tôi làm cái đấy. Đó là mình đi câu cá anh em ạ. Trước này tôi chưa câu cá cho anh em xem một lần nào đúng không? Đó. Câu cá làm thế nào đây? Cái câu cá là cái gì đấy? Nói chung là câu cá là dụng cụ đây này là đó. Ok. Thì chúng ta cần mấy con, một con cá nóc anh em ạ. Có cá nóc là chúng ta có thể làm được ấy. Để tôi chạy xem thử anh đổi gậy, xem anh đổi chưa nào. Anh đang đổi gậy ta. Đây này. Anh Long. Chào anh. Đổi chưa giảm giá, còn tăng giá lên anh em ạ. Tôi rất là nhường nhịn anh Long đấy anh em ạ. Không là tôi xử anh rồi đấy. Nhưng mà bởi vì tình cảm anh em ạ, tình cảm anh em hiểu không? Nên là tôi vẫn còn gọi để cho anh Long gọi là còn sống, dù là anh tăng giá của tôi lên nhưng mà tôi vẫn để cho anh được sống đấy anh em. Nói đùa thôi chứ mà trong làng cũng chả còn thằng nào để mình đổi nó rồi, nên là tôi phải nhường nhịn nó đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ câu cá để lấy được cái con cá lóc anh em ạ. À. Chả biết là cá nóc hay là cá lóc nữa. Đây này thì anh em phải đợi một lúc nữa thì nó sẽ có một con cá nó bơi đến. Và khi mà nó bơi đến thì mình sẽ giật từ nó lên anh em ạ. Đợi tí. Kiên nhẫn anh em ạ. Đấy cái ghế kia kìa. Đấy. Đó. Đấy. Ôi. Hay không? Đấy. Fishy business. Đấy, cố gắng câu được con cá lóc. Mình câu cá này là mình cũng có đoán đấy anh em, phải cẩn thận chứ không chốc nữa con creeper đến nó ngồi cạnh là vui lắm. À đấy, ui, tôi may mắn phết nhỉ, tôi câu cái để phát thứ ba cái là được con cá lóc luôn này. Rồi, đây này, tôi chế thuốc cho anh em xem. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi chế thuốc cho anh em đúng không? Đây nè, chúng ta... Đây. Tôi sẽ... Đầu tiên là tôi sẽ phải tìm cái chỗ để tôi để các bàn chế thuốc à? Để bừa cái đây các bạn. Sau này tôi tính là tôi sẽ để bàn phù phép ở đây này. Tôi dùng cái gì tôi đánh dấu cái. Đây này, sau này tôi sẽ để bàn phù phép ở đây. Đó, thì mình sẽ để sách xung quanh đây này. Khả năng là bàn chế thuốc này thì tôi sẽ để nó bay ở đây. Đấy. Trông hơi kỳ lạ nhưng mà anh em có kẹo đi nhá. Ok. Đây. Đầu tiên là muốn chế thuốc ấy là chúng ta phải có cái blaze rod. Cái nguyên liệu. Đâu cái hộp địa ngục. Đây rồi. Hộp địa ngục để ngay cạnh giường nên là đêm ngủ là sẽ ác mộng lắm. Blaze rod này xong mình sẽ làm ra cái này đó, mình sẽ làm ra cái bột blaze. Xong mình đặt nó vào đây này. Đó, thì nó sẽ được chạc lên. Chạc lên này rồi là bây giờ là mình cần có mấy cái lọ thuốc. Mấy cái lọ nước bình thường thôi, sau đó thì mình sẽ biến nước thành thuốc anh em ạ. Đây có 4 lọ đây để nhưng mà phải đi múc nước đã.
thì cứ mỗi lần mình làm là mình làm được được một phát là cả ba cái luôn đấy. Thế là tôi sẽ làm ba cái thuốc thở luôn, cực khỏe. Rồi thừa một cái à, vứt lại đây này. Đây thì ba cái chai nước này chỉ là chai nước bình thường thôi, chả có cái tác dụng quái gì. Ok không anh em? Chúng ta sẽ để cái cây màu đỏ này vào, và nó sẽ bắt đầu nó ép cái cây màu đỏ này xuống ba cái loại này, xuống ba cái lọ thuốc đấy anh nhìn này. Ok không? Sau đó thì nó sẽ ra cái gì bây giờ? Bây giờ thì sẽ ra cái gì đây? Cái gì đấy? Nó chả ra cái gì cả. Đùa thôi anh em. Nó sẽ bị biến đổi một chút nha, nó thành cái loại awkward potion đi kìa. Đấy. Biến đổi một chút. Bây giờ mình cho cái con puffer fish, nó cần cái con cá lóc này vào đấy. Bây giờ nó mới là một cái gì đó nó bá đạo này. Giờ là anh em phải nhìn kỹ cho tôi ba cái lọ thuốc kia xem biến đổi thành cái gì ấy cả. Đây này. Sao rồi, sao rồi? Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Ấy à, thấy lấp lánh chưa? Thấy lấp lánh chưa? À, đấy, potion of water breathing đấy. À. Mỗi cái này là mình có thể thở được trong 3 phút đấy các bạn. Nhưng mà anh em nghĩ thử xem 3 phút hơi ít đúng không? Ok, vậy thì chúng ta có thể làm tăng thêm thời gian được anh em ạ. Bằng cái redstone. Ôi may quá thì tôi có đúng hai cái, ít kinh khủng. May quá nhờ. Đây này. Đó. Là anh em phải tăng cái thời gian của nó lên thành 8 phút hay sao ấy, theo tôi nhớ. Chúng ta có 3 lọ thuốc, mỗi lọ thở 8 phút là chúng ta thở tổng cộng là 24 phút đấy anh em. 24 phút dưới nước. Xử 3 4 cái lâu đài luôn. Đấy, ui 8 phút rồi đấy. Em thấy à hi hi. Ok, tôi sẽ phải đặt một cái rương ở đây để gọi là rương để thuốc anh em ạ. Bởi vì sau này chúng ta sẽ còn chế rất là nhiều loại thuốc. Chơi đến tập thứ 25 tới 26 rồi, bây giờ mới làm một lọ thuốc cho anh em xem. Sorry anh em nhé. À. Ok thì tập này cũng hơi quá dài rồi nhỉ. Thì hôm nay tới đây thôi anh em nhé. Sang tập sau chúng ta sẽ cố gắng gọi là hoàn thành hết tất cả mọi thứ còn lại, có được cái map dẫn tới cái lâu đài dưới đáy biển. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng lên đường để tìm cái lâu đài đấy anh em nhé. Và nếu mà kịp thì gọi là đi chinh chiến luôn trong tập sau luôn nhá. Ok anh em nhé. Tạm biệt anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em vì đã xem nhé. Nếu mà anh em mà thấy hay thì hãy subscribe tôi nhé, vì là nó miễn phí mà, và nó cũng làm cho tôi cảm thấy rất là vui. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.